Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị và các bạn. Chủ đề của video hôm nay là cách xử trí và chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị nôn chớ. Và đây là tình trạng rất là phổ biến ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Thì đây là một câu hỏi rất là nhiều người muốn biết cách xử lý và cách chăm sóc như thế nào. Thì nếu như các bạn muốn quan tâm thì các bạn nhớ xem hết video này nhé. Tình trạng nôn. Chất trong dạ dày bị đẩy ra ngoài qua miệng do sự co bóp dạ dày phối hợp với cơ thắt của các cơ thành mụn thì tạo ra hiện tượng nôn. Còn hiện tượng chớ là sự di chuyển của các chất trào ngược từ dạ dày qua hầu họng lên miệng và ra số lượng rất là ít, là do sự co bóp đơn thuần của dạ dày. Và chớ thì thường gặp ở trẻ sơ sinh rất là nhiều và phổ biến. Cái triệu chứng của cái hiện tượng nôn chớ rất là đơn giản và dễ nhận biết. Thứ nhất là xuất hiện sau ăn, có thể trào ra thức ăn ra ở miệng và mũi. Thứ hai nữa, trẻ khóc thét sau đó nhịn do hít phải lại dịch gây khó thở. Thứ ba là kiểm tra miệng và mũi có sữa. Và để giảm thiểu cái tình trạng nôn chớ ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì mình sẽ hướng dẫn chăm sóc trẻ nôn chớ một cách cơ bản nhất. Thứ nhất là khi trẻ bị nôn chớ thì các bạn nên nghiêng ngay đầu trẻ sang một bên. Sau đó chúng ta sẽ làm sạch cái phần chất nôn ở phần mũi, phần miệng của bé. Sau đó các bạn sẽ khum tay vỗ nhẹ trên lưng của bé để trấn an trẻ, đồng thời giúp trẻ ho bật chất nôn ra khỏi họng miệng của bé. Sau đó chúng ta tiếp tục lau cổ và người trẻ bằng nước ấm, thay đồ vải không dính chất nôn. Và một câu hỏi đặt ra nữa là cách phòng ngừa trẻ bị nôn chớ như thế nào để giảm thiểu cái tình trạng nôn chớ ở trẻ. Thì thứ nhất là các bạn không nên ép trẻ ăn quá no. Sau khi ăn thì phải bế trẻ để vỗ ở hơi. Thứ hai nữa là không bế sóc trẻ hoặc đùa trẻ lúc trẻ đang ăn no. Hàng ngày chúng ta massage quanh rốn nhẹ nhàng và làm giảm co bóp dạ dày, hạn chế nôn và massage theo khung đại tràng giúp tăng nhu động ruột, bài tiết phân đều đặn, làm giảm tình trạng chướng bụng và nôn chớ. Và trên đây là những cái cách xử trí và chăm sóc cơ bản cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị nôn chớ. Nếu như các bạn quan tâm và muốn giảm tình trạng nôn chớ cho con của mình thì các bạn nhớ xem hết video. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy yêu thích video của mình thì đừng quên nhấn like và chia sẻ nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.